cho nhá. Nay lại tiếp tục phá. Đấy, Hải Châu đây. Gà Phục Tiến này. Đấy, dáng này là dáng nhái bén nha. Dáng nhái bén bám ngọn cây. Gà Phục Tiến gà siêu trái. Kia là cây xăm trái nữa. À, buổi sáng hôm nay lại làm 3 cây. Sát vào đây tí. Thank you.
Alo. Họ chưa mua đâu cả. Quảng Thanh nào, Quảng Thanh chỗ nào? Bên đấy cả, bên đấy như nó ở gần trung tâm này, tí nó xa quá. Đây này to nhưng mà người ta đi xem mấy chỗ đều không được, toàn ngõ ngách với lòng vòng. Không, bây giờ nếu mà để mà mua bây giờ cứ về mẹ cái vùng Tiên Lãng ấy mà lại quất thì quất ở đấy bền vững có khi là ngon. Thì đang rẻ đấy, vẫn còn nhiều chỗ đang rẻ, đang xoay chưa tầm đây 4 triệu thì ở nhà uốn cây cần gì làm đất đâu. Già rồi thì cái ngồi ngắm cây thế nào vậy. Tiền nắng là đầu tư được.
Rồi thì bây giờ cái dự án của nó khi mà nó thông đường thông xá rồi thì nó mới nhìn ra cái đẹp chứ. Bây giờ có một số chỗ là ông nội đẹp ơi đẹp, nhưng mà cái thằng kia nó lại đi nó mua cái đám ở trong An Hồng hết tiền. Ăn thỏ không? Ăn thỏ tôi để mà. Nếu gặp vừa tiền thì tôi bán. Phải bỏ đồng công, như bây giờ mình cứ chạy nhảy mấy chục cái mệt lắm. Đấy, ăn thỏ đây, nếu mà có cách thì ở ăn thỏ đấy, cái lô 327 tôi chia làm ba bìa đấy, đẹp mướt đi. Bây giờ nếu mà có cách ngõ to, ngõ đây xe 7 chỗ vào đánh võng được. Lô ấy là nguyên bản nó là lô gốc hai mặt tiền đấy, thì là tôi cắt ra làm ba của nó là gần 400 mét, nhưng mà tôi cắt ra làm ba bìa cho nó vuông ấy, thì là chỉ còn 327 mét thôi. 2,1 tỷ. Nói chung là 2,1 tỷ đấy, là bán nếu mà bà đầu tư thì tôi để bà 2,086 tỷ. Nha, thì là nếu mà đẩy thì đẩy thì nó ở ngay đồng không Nam Sơn thì nó gần đường ấy, thì xe chạy dầm dầm ai người ta ở ngay chỗ cái trục chính vào xã đấy, cái trục mà trục to chứ không phải cái trục long cong đâu. Chỗ chợ sẽ vào cái đường đầu tiên đấy, đường trục chính ấy, là đi vào trường học ấy, thì là đất ở ngay bên ngoài chứ nó chưa phải vào bên trong. Nam Sơn thì nó ở đoạn nào Nam Sơn? Mai Tiết ở trong cái cuối qua cái ao cái đình như này. Biết rồi, thì có nghĩa là phải đi qua cái ao đấy mới vào được đúng không? Khoảng 3 triệu 4 triệu thì còn đầu tư được, chứ kẻ là hơn nữa thì thôi.
Chiều đến tôi thì ăn cơm ở đấy, không là tối về thì vẫn mà ra được rồi ra. Tập một tí cho nó vui chứ. Các ông các bà còn nghĩ con có đứa thì có lương hưu, đứa không có lương hưu tự nhiên tự tuổi à, tự nhiên lương hưu thì ảnh hưởng gì, và không lương hưu thì ảnh hưởng gì, có cho ai đâu mà trời ơi, chúng nó không có, chúng nó có nhờ gì đâu mà trời ơi. Dắt được thì dắt buổi chiều. Thì tính là tôi chơi là rồi. Hôm nào đến đi, hôm nào đi thì nhật tôi có đi được không? Bọn bà Mai thì bọn bà Phương thì hôm nào cũng đi được. Còn Mai lại ở tên Mai nào cũng được. Còn Hồ Xương thì xem Xương mới chính thì hôm nào Mai cũng được. Cái lúc nào đi được thì gọi điện nhé. Gọi chính Thank you.
nó bảo con làm nữa thì đi đi cả, đi đi thôi. Cho chín thì không được, gọi cho Phương thì nó bảo hôm nào nó đi được nó gọi, cái chủ nhật nó còn chung cháu chứ chắc đi được. Thế nó bảo là thôi, nó bảo thôi các ông các bà cứ hoặc là cứ nói gì không có tội thì sao, bảo mình sợ hơi vậy, nên làm đứa với nhau đi thì cả hai đi thôi, chứ nó bảo thế. Chứ bảo là cái như vậy đấy mà nó đi được, nó bảo đi được thì nó bảo mà khả năng đi được thì ít nhất phải có một con cháu thôi. Hôm nào thì tôi được hai con bà đến cũng được, cái tôi đến thì đến bốn con, nha. Hôm nào đến được thì alo rồi, đấy nhé. Thế hai cái đến cũng được, ngày thượng cũng được. Đấy nhé. Rồi ngày thượng đi, đi ngày thượng đi.
tẻ thấy không? Đây, chia từ con với chậm lớn. Sắp xong. Đã dàn kém ổn định rồi. Cây này là cây hải châu C3.